Trước thông tin có du khách nước ngoài bị nhiễm bệnh do virus Zika đi qua tỉnh Lâm Đồng, chiều hôm qua 24 tháng 3, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo ngành y tế Lâm Đồng để nắm tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika tại tỉnh Lâm Đồng, cũng như triển khai công tác chuẩn bị đối phó với bệnh do virus Zika gây ra. Đây là một trong những hoạt động mà hiện nay Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika, nhất là tại 4 địa phương mà du khách này đã đi qua, để có thể ứng phó kịp thời. Sau khi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác điều trị các ca bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng chống các bệnh dịch truyền nhiễm, nhất là kế hoạch ứng phó với bệnh do virus Zika. Cái sự chuẩn bị mang cái tính đối với y tế dự phòng một cách chủ động và tích cực. Các cái kế hoạch phòng chống dịch đã có ngay từ đầu năm, các cái giải pháp kỹ thuật cũng đưa ra rất là kịp thời, công tác hậu cần cũng đã có cái sự chuẩn bị chú đáo. Mặc dù rằng các trên địa bàn đối với bệnh sốt xuất huyết thì thành phố Đà Lạt nói riêng và các cái khu vực thì cái mức độ muỗi nó không chưa cao. Tuy nhiên với cái kiểm soát một cách triệt để trong cái phòng chống dịch Zika bằng cả các cái biện pháp dịch tễ điều tra, thứ hai là các biện pháp xét nghiệm, cũng đã chuẩn bị hai cái bệnh viện mà nơi những cái người bệnh nhân nước ngoài có thể đến, và các cái trường hợp mà nội tại làm xét nghiệm để mà phát hiện sớm các cái trường hợp nghi ngờ. Cái thứ ba là giải pháp can thiệp, đặc biệt là một cái nơi mà có nhiều người nước ngoài đến thì kể cả sân bay cũng đã có phun hóa chất triệt để không để cho chỉ số loang quang bỏ gầy các vector, cũng như là bệnh viện những cái nơi mà có khả năng những cái người nước ngoài vào điều trị thì cũng đã có cái làm sạch triệt để các cái ổ bỏ gầy để loang quang và chuẩn bị chiến dịch tuyên truyền cho cái công tác phòng chống. Viện Pasteur TP.HCM yêu cầu ngành y tế Lâm Đồng tăng cường lấy mẫu những bệnh nhân có biểu hiện sốt, cũng như lấy mẫu huyết thanh để tìm virus Zika tại những nơi có nhiều khách du lịch lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh để gửi về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Về phía ngành y tế thì đã tổ chức một cái hội nghị triển khai, rồi tổ chức cái hội thảo, rồi tổ chức tập huấn về giám sát, về xét nghiệm, về điều trị và về truyền thông cho tất cả anh em trong ngành y tế và một số các cái cán bộ các cái ban ngành của tỉnh theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiến hành phối hợp với Viện Pasteur giám sát cái huyết thanh để xem là tại Lâm Đồng đã có hay chưa, và chúng tôi yêu đề nghị các cái đơn vị các cái tuyến là tổ chức một cái chiến dịch để diệt loang quang, vì là cái virus Zika thì nó cũng lây qua cái con muỗi truyền, và muỗi truyền virus Zika với muỗi sốt xuất huyết là giống nhau. Do đây là loại bệnh lây truyền qua muỗi đốt, qua đường máu và đường tình dục, nên các biện pháp phòng chống bệnh chủ yếu là tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang và muỗi vằn. Ngành y tế Lâm Đồng cũng đã xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Zika và đã tổ chức tập huấn về chẩn đoán điều trị căn bệnh này cho các đơn vị y tế. Thuộc diện khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.